Hello, chào. Hôm nay cho mình khoe của chút nha. Đúng ra những cái điều này đối với mình là cái trò mèo. Khoe của một chút. Tôi là cái dân tài xế lái xe truck. Lái xe truck có nghĩa rằng là vô học đó à, nghĩa là vô học đó à, thì bởi vậy tôi mới làm cái livestream này cho quý vị thấy. Thì tôi thì ở chung cư thôi à, nhưng mà chạy thì chạy Mercedes GL450 à, cái tàu tôi quay là cái tàu sự thật là tôi đi say sóng, tôi có lúc nào tôi leo lên đâu. Tôi không có khoái là thuyền. Hồi xưa đi vượt biển sợ quá rồi. Bây giờ thấy cái tàu là xuống biển rất là sợ. Nhưng mà nó bán rẻ quá nên mua về để đó. Thằng bạn nó bán rẻ quá nên kéo về để đó. Mà cái chỗ đó, cái chung cư mà, nên phải để đó tháng 300 nữa quý vị. Tháng 300 cái tiền gửi cái tàu không để cái chỗ đó là tháng 300 nữa. Muốn chả khoe mẹ làm cái gì. Mà phone á, iPhone X Max á, thì dùng đến hai cái màu đen có màu gold. Thì không biết là tụi nó, không biết là nó đưa ra, nó có căn cứ, nó cứ chê người ta rằng là ok, khi mà bất đồng một cái á, khi vui á, quý vị để ý những cái đám chúng cầm côn đồ đó. Khi vui á, thì ok, tung hứng nhau gớm lắm, mình nói cái gì, yes, yes, có nhiều khen gớm lắm. Nhưng mà khi quý vị bất đồng cái gì á, thì nó bươi móc, thậm chí quý vị có một cái khuyết điểm gì đó về thân thể. À, hoặc là quý vị có khuyết điểm gì gia cảnh quý vị đi qua vì phải nuôi gia đình còn lại Việt Nam, không có điều kiện ăn học mà phải đi làm gửi về cho thân nhân ở Việt Nam á, không có học tay không, thì quý vị là nó lại đưa ra nó lại đưa ra là nào là giống tài xế xe trước thế này thế nọ, mà tụi nó đâu có biết. Tôi không phải là tôi nói ra để bào chữa. Nhưng mà phải nói rằng là trong cái ngành lái xe truck có những cái người mà họ là có bằng kỹ sư thế này thế nọ, computer và mà programmer là thế vậy đó, mà cuối cùng thì họ phải bỏ cái nghề đó để đi học nghề lái xe truck để mà kiếm tiền đó. Ok, nói đến đây thì đến ngã tư này là Brookhurst với đường Stanford. Phía bên kia quý vị thấy là cái lá cờ vàng ba sọc đỏ không, đó là cái trụ sở cộng đồng người Việt Nam California. Có nghĩa rằng là tôi đang online, tôi đang livestream và ngay cái tên Little Sài Gòn mà người Việt ở bên này gọi là thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn cộng sản. Và bấy lâu nay họ chụp tôi là cộng sản thì tôi dám đến đây để tôi livestream xem thử họ làm cái gì cho tôi. Tôi muốn họ bỏ đi cái thói chụp mũ đó. 40 mấy năm trời rồi. Những cái người Việt ở đây cái buồn cười cái là cái phe bên này là trương cờ vàng lên chửi phe cờ vàng bên kia là cộng sản à, cứ miết vậy đó, nó rất là hay à, chính vì cái lý do đó mà tôi tuyên bố rằng là ngày hôm nay tôi không có vàng, tôi không có đỏ gì hết, tại tôi thấy nó ớn quá, oại che đầu quá. Tôi nói vậy, tôi nói cái chữ vậy đó. Họ có thể cho tôi rằng là xuyên tạc bôi nhỏ mà sự thật đó là sự thật, tôi thấy rất là càng ngày càng oại che đầu. Chả học hỏi gì cái giữa họ cả. Toàn là những cái người mà trưởng thượng đó, cho tôi nói là không phải là đa số nghe. Toàn là những cái người mà ok đã từng khoác áo chinh y rồi cầm súng lên đó. Vậy y chang vậy à, chứ không khác cái gì cả. Không có để cái tuổi trẻ nó học hỏi. Đối với tôi, năm nay tôi cũng khá già rồi. Nhưng mà đối với họ, tính từ năm 75 thì tôi là ok một cái đứa con nít thôi, mới 12 tuổi à. Thì đó, đối với họ tôi là con nít. Mà chả làm cho một cái thằng con nít, bây giờ thằng con nít mà nó hơi lớn tuổi rồi, học hỏi được gì ở những người đó cả. Bởi vậy không nói mới là lạ, tại vì tôi sợ tôi không có nói. Thì ok, tôi đang trên đường đi uống, đi đến cái quán cà phê. Thì bây giờ ngồi trên xe chút đi.
quý vị sẽ mấy hôm nay là tôi cố tình để tôi đưa lên tất cả những cái vấn đề tôi thì cũng sợ chụp mũ, nhưng mà tôi cố tình tôi đưa ra để cho quý vị nhận định được, nhất là những cái người trẻ hơn ở hải ngoại cùng ở trong Việt Nam, quý em quý cháu nhìn cái cách hành xử, cái văn hóa của cái bọn công chúng cộng côn đồ. Cái điều này tôi chưa xin phải nói rằng là cái lời này tôi ăn trộm của luật sư Hoàng Duy Hồng ở bên Houston. Đúng ra tôi phải gọi để tôi xin cái, tại vì anh đó đã đăng ký cái bản quyền cái từ này rồi, cụm từ này rồi, đúng ra tôi phải gọi và tôi xin phép trước khi tôi dùng, nhưng mà thôi, xin phép sau cũng được. Vậy thì tôi muốn đưa lên để cho mọi người, tôi còn đưa lên tiếp tục, cái tính tôi không chịu thua, ok đó. Họ chụp mũ tôi, sự thật tôi không có bị sốc bị siết gì cả. Tôi đi làm thì tôi vẫn lấy xe, nếu cần thì tôi vừa online, tôi vừa lấy xe, tôi livestream cũng được vậy. Hoặc là tôi lấy xe cũng có giờ nghỉ, giờ ăn cơm trưa thì thay vì tôi cầm tờ báo đọc, tôi livestream, tôi chọc cái tụi này. Tôi gọi là chọc chó sủa đó, tôi nói thẳng là chọc chó sủa. Để cho nó sủa, mình chọc mà nó không có sủa, lúc đó mình mới quê, mình mới sệ. Còn nó còn sủa nhiều quá thì tôi lại càng cười, phải không? Tại vì mình vô duyên quá, mình chọc nó không có sủa, phải không? Bởi vậy tôi không có bị, đừng có nghĩ rằng là quý có nhiều quý anh chị em cứ inbox nói tôi thôi để anh dừng đi. Có lẽ rằng là quý anh chị đó cũng là ok, sợ tôi bị áp lực. Tôi không bị áp lực gì nghe, cái tính tôi là rất là cù nhây mà rất là lì đó. Bởi vậy không có gì cả, đó là một cái vui, một cái giải trí để thư giãn cho nó qua nhanh cái giờ mà mình, thay vì mình ngồi một tiếng trên xe để mình làm cái gì đó thì tôi livestream nửa tiếng vậy, còn nửa tiếng lại thì tôi ăn cơm hoặc là sau đó thay vì tôi nghe nhạc, phải không? Vậy đó, không có gì cả. Cũng giống như hôm nay tôi về, ok, ngủ ngay xong một chuôi, bắt tôi tắm, bây giờ ra ngồi quán cà phê, ra ngồi quán cà phê uống ly cà phê, thì đi trên đường tôi còn chọc chó sủa cho nó vui, mà tôi chọc chó sủa tôi chứng tỏ rằng là tôi đang ở Little Sài Gòn, đang ngồi ở cái quán cà phê Lover. Ok, đối diện với trụ sở cộng đồng Việt Nam California. Lúc nãy tôi đưa dây đó, bên kia có cái cờ vàng ba sụp đỏ. Ai cứ nghĩ tôi là cộng sản thì cứ tới làm gì đó làm. Nghe. Muốn bắn tôi còn được, mà bắn tôi nói ra trước là bắn cho chết. Nghe. Đừng có bắn tôi mà tôi còn sống thì quý vị mệt. Đó. Bỏ cái thực hù dọa. Tôi cũng đã từng có cách đây không có lâu, năm trước thôi. Tôi nhớ ông thời gian ông Hải Điếu Cày qua đó. Tôi cũng lên tiếng, ok, những cái bịp bờm của ông Hải Điếu Cày. Cũng có một cái số rồi cũng hăm dọa ghê lắm, hỏi nhà thằng David Lee đó ở đâu, giết nó đi, bắn nó đi. Tôi còn nhớ tên cái người đó, chứ không phải là không. Nó cứ ăn rồi nó hù dọa, nó nhắc ma không à, khổ vậy đó. Mà mình không có lên tiếng á, ok, mình coi nó ok thôi bỏ đi, mình cho tụi chó sủa. Thì nó lại là tưởng là nó sợ, nên nó lần hơn. Chứ gặp tôi thách thức chứ đâu, tôi sợ thằng nào đâu mà tôi sợ. Cái thời gian trước đây chính phủ bịt miệng Hồ Chánh của tôi đã nói chính phủ bịt với đường tôi, lúc này cái đường mà tôi ra tôi dừng ngã tư đó là cái hồi xưa cái văn phòng chính phủ, gọi là chính phủ gì tự do đó của ông Nguyễn Hồ Chánh đó, ngay cái chỗ đó đó, ngay cái chỗ mà cái cổng là cộng đồng miền Nam California đó. Rồi cái nhà tôi cũng ở đường Stanford, qua khỏi cái dãy này đây, cuối cái đường Stanford thôi, tôi cho địa chỉ. Tại vì trước đây á, những cái người đó họ thường theo dõi đi phá xe, đâm lốp xe rồi vậy á, những cái việc làm rất là, phải nói rất là nhỏ nhoi. Thù bất đồng chính kiến, ai lên tiếng vạch cái bộ mặt gian xảo của họ thì ok, đêm đêm tới cái xịt sơn ở xe, đâm thủng lốp xe, có biết bao nhiêu người nạn nhân về cái những cái chuyện đó rồi trong quá khứ đó. Nhưng mà với tôi thì tôi không có sợ, tại vì sợ thì tôi im lặng ấy, thì tụi nó tưởng ok nó là mình, người dân ở đây sợ nó. Bởi vì tôi càng nhây à. Cái mục đích tôi nhây lên là để tụi nó chửi, cho giúp cho những cái người ở trong Việt Nam hoặc là ở hải ngoại nhìn nhận thấy rõ hơn những cái người đó, để quý vị có quyền tham gia vào cái tụi đó hay không. Đó là cái mục đích của tôi. Bởi lúc này ở trên kia tôi nói rằng là ok, mấy người chửi tôi nói tôi cười khề khề vậy, tôi nói hờ, tụi nó càng chửi thì tụi nó càng teo. Tụi nó càng chửi thì tụi nó càng teo. Cái teo ở đây rằng là chắc quý vị hiểu rằng cái teo của tôi là ok, càng ngày không có ai tham gia cửa thì cái keo cũng không có ai cả thôi, chứ chửi với là tung hô với nhau, cứ bên này đưa ra cái tung hô với nhau vậy đó, với nhau thôi, cho làm được cái gì, nói ai nghe mà làm được cái gì. Và cái mục đích tôi đưa lên để chúng lên tiếng, tôi có những cái mục đích khác mà tôi không thể nói ra được. Đó là cái lý do tôi lì lợm tôi đưa lên. Có thể cho rằng tôi là thách thức thì tôi thách thức đi,
Đó. Tôi thách thức cái tụi côn đồ đi. Người ta thường nói đừng dây với hụi, nhưng mà tôi cũng sợ. Muốn diệt hụi thì phải dây với hụi, biết không? Phải nhây cho nó bỏ cái tật nhây đó đi. Cho cái tật mà chó sủa răng đó đi. Ở cái câu này cũng lại ăn trộm của luật sư Hoàng Duy Hồng. Tôi muốn nghĩ ra nhiều cái câu nó khác lạ với ông luật sư Hoàng Duy Hồng, nhưng mà sự thú thật thì ông ta dành hết trơn rồi. À, chó sủa trăng hay là chống cộng côn đồ, ông nói quá hay, không có một cái câu nào hay hơn để mà chỉ cái đám này. Bởi vậy, ok, luôn tiện trong cái trên cái làn sóng livestream này, thì nếu mà luật sư Hoàng Duy Hồng có nghe thì cho phép tôi được dùng hai cái cụm từ đó của anh ha. Có một đám chửi tôi, mày là cộng sản, mày về mày tung hô, mày khen Việt Nam thế này thế nọ. Ủa, sao tôi khen không được? Tôi phải chê à? Tôi nói rõ ràng là ok, cái cụm dân cư tôi đi đến đâu, tôi không có nói toàn quốc, mà tôi nói cái cụm dân cư ở Sài Gòn, ở Đà Nẵng, hoặc là Đà Nẵng thì cũng có những cái cụm dân cư như là Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, thấy không, Thanh Khê, thì tôi khen chỗ đó nó đẹp, người dân ok, bây giờ họ phồn vinh hơn xưa, thì có cái gì sai? Là chụp mũ không chịu, ok, chụp mũ cộng sản, tuyên truyền cộng sản, tuyên truyền cộng sản, rồi rồi mày là tung hô Đàm Vĩnh Hưng. Tôi tung hô Đàm Vĩnh Hưng có sao? Thứ nhất rằng trong cái dưới cái lăng kính mà chụp mũ biểu tình của Đàm Vĩnh Hưng là chỉ có một nhóm người thôi. Cái nhóm người ở California, họ đã bao giờ họ hỏi toàn dân Việt Nam, những cái người cho rằng là tị nạn cộng sản đang định cư ở đây, hoặc là những người đang định cư ở đây qua nhiều cái chương trình là HO rồi bầu lãnh để đoàn tụ, du học, lấy vợ lấy chồng đưa qua đoàn tụ vân vân, họ có bao giờ họ gọi hơn 50.000 người ở đây chưa? Một nhóm người thôi, tự tung tự tác vậy đó, rồi lôi kéo cho rằng ta đây là cái tiếng nói của cộng đồng. Bullshit. Cộng đồng với các ông mà cộng đồng. Mà tôi sẽ nói cái vấn đề này một lần nữa, rồi cứ cho rằng là áp đặt biểu tình. Với tôi tôn vinh. Không có phải là chỉ City Hall mới tôn vinh được. Tôi cũng có thể ok kéo một số anh em cùng chí hướng như tôi, những cái người là không có tham gia chính trị, để mà tôi tôn vinh Đàm Vĩnh Hưng được không? Tôi đang phải bên tại vì Đàm Vĩnh Hưng là ok là cái người gìn giữ mà đang phát huy cái nhạc nhạc sến, nhạc bolero, hoặc là cái tác phẩm được sáng tác dưới thời nên nên đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa được không? Đối với chúng tôi đó là giá trị âm nhạc. Chúng tôi học ok từ nhỏ đến lớn đi học với cái nền giáo dục đó, và cái nền giáo dục đó cũng nghĩa là học chữ, chúng tôi còn học thơ văn ca ca trù ca kịch vân vân, văn học, thì ngày hôm nay chúng tôi tôn vinh có gì sai? Tôi nói thật á, nói ra thì quý vị ok, nên quý vị nên nhìn lại, tôi thấy càng ngày á, những cái người chống cộng lên án cộng sản cho đã thế này thế nọ, mà quý vị trước đây tôi không có khen cộng sản, cái thời gian cộng sản thời bao cấp á, sự thật á, là ok cái vấn đề đó không nói ai cũng biết, khắt khe kèm kẹp, tức là rồi 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 cứ kiểm soát con người từ tư tưởng cho đến hành động. Và ngày hôm nay á, chính những cái người cứ vỗ ngực cho ta đây là người quốc gia chống cộng, quý vị y chang vậy, quý vị còn 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 hơn cái cộng sản tới thời bao cấp. Bây giờ người cộng sản ở trong Việt Nam họ đã duyệt, họ cho hát hầu hết những cái tác phẩm được sáng tác dưới thời Việt Nam Cộng Hòa rồi đó. Trong khi quý vị bây giờ cái dám đố ai có một cái buổi họp công cộng mà hát nhạc Trịnh Công Sơn. Ca sĩ chỉ cần giống như là ok, Tony Ngô chỉ cần mang cái một cái dây nịt thôi. Cái dây nịt, cái bút nịt có cái ngôi sao thôi, cũng đã suy diễn ra đó là cờ đỏ sao vàng thế này thế nọ, kéo nhau, rủ nhau biểu tình chống đối, y xèo cả lên, phá làng phá xóm. Rồi bây giờ ai cũng vậy cả. Cứ hở ra khác với quý vị là cộng sản, chửi cha mắng mẹ nó đi. Giống như trường hợp tôi đó, tôi đưa ra cái hình thằng Châu Xuân Nguyên ở bên Úc đó, nó đã về Việt Nam như vậy đó. Đúng không? Nó hợp tác về những cái bài đó. Còn tôi mới chỉ khen những cái thành phố đó rồi. Sao quý vị là Hà Dua cắn tôi là sao? Còn cái thằng đó là sao? Thì đương nhiên người ta, ok, người ta bây giờ người ta có về tham gia cái vấn đề gì, người ta cũng sợ quý vị. Quý vị chụp mũ chứ.
thì người đương nhiên người ta phải nói cho nhẹ đi, hoặc là khỏa lấp đi, hoặc là ok tôi chỉ về từ thiện thôi, vân 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 vân. Còn trong khi tôi chưa nói một cái lời nào cả, chỉ khen đó, thì quý vị ok chụp mũ ngay vào luôn, ok kéo nhau, ok cắn cho đã. Tôi nhớ cái thời gian tôi sinh hoạt ở trên Porto, có một người anh em ở bên một quốc gia Đông Âu đó, anh đó cũng sinh hoạt trên cái các diễn đàn, và anh ta nói một câu mà tôi còn nhớ rằng là cái người chống cộng á giống như là cái đám cải á, nó xanh, thấy nó xanh ghê lắm, nhưng mà thả vào con sâu một cái là ok khoảng ngày hôm sau á là mẹ nó nát hết trơn, con sâu nó gặm lá hết trơn, te tua hết trơn. Mà chính hồi đó tôi, khi tôi nghe cái đầu đó, tôi thú thật là tôi bất mãn, tôi cũng chọn qua chọn về với cái anh bạn đó. Nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy cái câu anh đó nói là thật, rất là thật, đúng y chang vậy đó. Chỉ cần thảy con sâu vào thôi là ok, là nó đánh phá nhau lung tung bèn, nó rách nát te tua nhau cả, nó đưa những cái lời bẩn thỉu nhất của nhân loại ra để mà chửi nhau. Tôi nói ra, đúng ra quý vị, những cái người chống cộng côn đồ, nếu quý vị biết nên nhìn những cái gì người ta phản ảnh mình là đúng. Nếu quý vị thực sự là cái người còn cái chút đầu óc là con người thì để sửa đi, đừng có làm tiếp tục như vậy đó, mới gọi là người. Còn hiện tại quý vị chỉ mới là con thôi, là con người á, là biết nhận lỗi và xin lỗi, can đảm nhận lỗi và xin lỗi thì quý vị may ra mới làm việc lớn được. Đối với tôi, những cái người con người ai cũng có cái lỗi hết, không có lỗi mới là lạ, không có lỗi thì thánh mất rồi, làm thánh mất rồi, đúng không? Ai có lỗi, nhưng cái quan trọng cái người đó có nhận lỗi, can đảm nhận cái lỗi, tôi làm sai, tôi xin lỗi quý vị, tôi đã lỡ miệng thế này thế nào, thì may ra người đó còn thay đổi cái bản chất của người đó được. Còn quý vị cứ chạy tội lầm lơ, ai nói quý vị mà tôi nói có sai không đó, những cái câu test chat giống như là vừa rồi có cái Nixon cô đó, trời đất, nói rất là ngon lành, một con bé thôi mà tôi thấy tôi rùng mình luôn, lên cái bao đùa nhau, cái bao kệ như thật. Ờ, David Lee đó là ai thế nữa, hồi đó quen em thế này thế nọ, rủ em được thấy, rủ em ra Đà Nẵng thế này thế nọ, tại vì em có lần livestream mà quên tắt cái GPS nên anh đó thấy tên đó thấy tôi ở Đà Nẵng nên rủ gặp gỡ, nói y như thiệt vậy á. Tôi vào, tôi lịch sự lắm, tôi inbox, tôi nói tại vì sao em nói vậy, anh có bao giờ lần anh có add fan em mà có bao giờ anh tương tác với em, inbox với em không, thì cái tôi post lên đó, thì nói chỉ có mình anh là David Lee hả. Rồi tôi nói qua, tôi nói về là qua chối, thấy không, mà chối vậy tôi mừng, tôi mới có bằng chứng, tôi mới có bằng chứng để tôi treo lên. Thì bây giờ cái đám bên kia rằng là nói tôi là sửa, bây giờ là thời đại 4 chấm rồi, chứ không phải còn 1 chấm nữa đâu, nói tôi là ok đi sửa những cái inbox đó để mà bôi nhỏ cô ta với tôi đâu có thù oán gì đâu. Cái người mà tôi đối đầu là những cái người có tên có tuổi ngay ở bên ngoài, như ông Ngô Kỷ, như là cháu Xuân Nguyên đâu vậy, cho con những cái nhân vật ở trên này thì tôi đâu có tôi đâu có cần thiết với tôi đâu. Rồi cái chuyện ngày hôm nay nữa, vừa rồi á, Tony Thái là cái người mà ok khi tôi mới về á, là giúp đỡ tôi, đến rất là ân cần, và tôi rất là trọng cái vợ chồng của Tony Thái. Hầu như 6 ngày đầu tiên ở Sài Gòn á, thì 4 ngày là tôi lúc nào đi chơi với Thái, cà phê, tối nhậu là vậy đó, đi chơi vậy đó. Thì Thái thì cũng có ad fan, Thái ad fan với có nhiều người trên này, trong đó có anh Hồng Nguyễn. Thì Thái nói rằng là có mấy người ngộ nhận anh khi anh về anh khen Sài Gòn vậy, anh đưa chiếu lên những cái quán cà phê vậy á, nhưng mà họ hiểu lầm anh. Thôi anh này cũng tội lắm, hoàn cảnh cũng thế đó, thôi để coi cho là ok, anh cũng buồn lắm, nói vậy, anh gọi cho em anh buồn lắm. Thì nói thôi bây giờ để kể hoàn cảnh anh đó. Thì tôi nói ok, thì tại vì ngày hôm sau là tôi ra rồi, tôi nhớ là đó là ngày mùng 7 Tết. Thì tôi nói ok, thế bây giờ tôi đang ở dưới khách sạn dưới đường Nguyễn Thái Bình, thì anh chạy lên đó cũng được, mà chạy đi qua khỏi cái ngã năm chuồng chó, bây giờ nó làm cái cầu vượt đó, thì qua bên đó ghẹo trái cái nó tới rồi. Còn Thái thì ở đâu dưới Gò Vấp dưới kia một chút, chạy lên đó là vừa. Thì rủ lúc đó hình như có một người bạn mà tôi quên rồi, tôi có nhớ tên trước đây ở Facebook, nhưng mà người đó là hình như là gốc Hội An. Thì bốn anh em ngồi nói chuyện, đâu có nói gì đâu. Thì tới gặp đó thì ok, bây giờ ông lúc đó là ông add fan lại. Sự thật tôi học, tôi đâu có phân trần gì đâu, tôi đó là cái cảm nhận của tôi.
Đối với tôi, ok, tôi chú ý đến vấn đề dân sinh. Tôi về tôi thấy, ok, người dân sống tốt hơn. Tôi khen, tôi mừng cho họ. Vậy thôi. Họ không còn thiếu thốn như là thập niên 90 tôi về ở Việt Nam á. Mặc dù bà chị tôi là có đồ Mỹ gửi về đó. Nhưng mà lúc nào thiếu thốn cả, trong nhà đâu có. Sự thật có tiền cũng không có những cái, mình mua được những cái thứ mình cần. Nên thời gian đó là mỗi lần về là cứ đưa, hỏi về, ok, đưa áo quần về bên đó, biết không? À, tại vì họ có tiền, còn họ cũng có thể mua những cái vấn đề mà những cái đồ điện tử để mà dùng trong nhà hay là vân vân. Đó thì bây giờ ngày hôm nay sự thật người Việt Nam cái gì nó không có hết rồi. Mà tại vì sao mà có? Cái người đầu tư vào họ mở siêu thị điện máy vào đó không lại họ ngu. Họ ngu họ mở, tại không ai mua họ mở làm cái gì? Có phải vì cái sức tiêu dùng của người dân họ ngày hôm nay họ làm có tiền hơn thì họ có những cái nhu cầu cao hơn. Đó là họ mua máy lạnh, họ mua máy giặt, họ mua tivi màn hình phẳng, họ mua thứ này thế nọ. À, những cái nhà đầu tư như là Nguyễn Kim hoặc Điện Máy Xanh họ mới mở ra những cái dịch vụ, những cái siêu thị từ Bắc đến Nam như vậy chứ. Đó có phải là phát triển hay không? Tôi muốn nói là cái mức phát triển của người dân, cái nhu cầu của người dân đang lên. Chửi, ok. Rồi cứ nghĩ tôi về là tuyên truyền. Bắt đầu gặp thì tôi cũng nói là tôi tính tôi vậy à. Tôi về tôi thứ nhất tôi cũng phải đi chống cộng. Và từ xưa đến giờ có người nào chỉ ra tôi từng bao giờ tôi vỗ ngực tôi là chống cộng hay không? Tôi chưa. Tôi không bao giờ chống cộng. Tôi sợ ngộ nhận cái vấn đề đó lắm. Tại vì là tôi là con người. Tôi có những cái lúc sai, lúc đúng và lúc sai. Tôi sợ tôi làm cái gì đó rồi ok, vô tình lại người ta chửi vào rồi ok, là mang tiếng cho những cái người đấu tranh chống cộng. Thậm chí ngay cái lớp cờ vàng, tôi thú thật á, ok, tôi lớn lên trong cái, từ nhỏ đến lớn lên tôi đi học hàng mỗi tuần chầu cờ vậy á, ok, thời gian nhỏ nhỏ thì tôi cũng có sự, rất là có sự trân quý với lá cờ vàng bát sục đỏ. Đó là tôi nói thật. Cũng giống như các bạn trẻ ở Việt Nam, ngày hôm nay các bạn đi học thì buổi sáng chầu cờ thì các em đó thì cũng đối với các em đó lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ tổ quốc, đó là cái vấn đề tâm lý nha. Thì tôi không có treo, những ngày lễ tôi không treo. Kể cả những cái hình ảnh Chúa Mẹ Thánh là tôi không có treo. Tại vì tôi sợ, tôi là con người mà. Tôi nói rằng là tôi con người, tôi cũng có những cái lúc hỉ hổ nổi ái ố vậy đó. Bây giờ treo hình Chúa Mẹ sao được mà ok, mà cái inbox tìm con gái đẹp để inbox rủ rê thì làm sao? Có phải họ nhìn vào đó họ đánh giá mình, ô cái thằng này đạo đức giả hay không? Bởi vậy tôi không treo cái đó. Tại vì nếu mà tôi treo thì tôi phải sống xứng đáng sao cho cái biểu tượng tôi treo nó được tôn kính. Tôi phải làm thế nào để cái biểu tượng đó nó không có bị dơ vì những cái việc làm của mình. Đó là lý do tôi không có treo. À. Mà sau này cũng tôi đã sau này tôi thấy ê chề quá nên tôi lên tiếng. Cái tính tôi thì có gì trong lòng tôi nói là tôi không có sợ ai hết. À, tôi là cái người nói thẳng. Có thể là khi này mình nói thẳng thì có nhiều người không có đồng ý, trong đó có bạn bè mình. Nhưng mà trong lòng của tôi vậy thì tôi nói thẳng ra với bạn bè, các bạn biết thì càng tốt hơn, chứ là các bạn muốn tôi giấu giếm, chơi với các bạn mà giấu giếm. Thấy không? Thì tôi nói ok, cái lá cờ đó đối với tôi trân quý, mà sau này từ thập niên 80 đến bây giờ cái lá cờ với tôi là một cái lá cờ mà tôi thấy nó ghê gớm quá. Mà chính ngay các chú các bác mà tôi từng gặp, đó là những cái người đi qua diễn HO họ nói vậy. Họ nói bây giờ ra ngoài đó thấy biểu tình nó dùng cái cờ mà mình không thể chấp nhận được. Các chú các bác đó cũng tránh cũng né luôn. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Thì lá cờ là gì? Một cái biểu tượng thôi. Là một cái biểu tượng, không hơn không kém. Ok, tùy theo cái người đó sử dụng với mục đích gì. Sử dụng để kiến quốc thì người ta ấy, còn sử dụng cái cờ đó để mà làm những cái việc đi ngược lại lợi ích người dân á thì người ta ok chê. Thì ngày hôm nay lá cờ vàng, cái hoàn cảnh lá cờ vàng nó không có còn đứt ở bên Việt Nam, thì quý vị đang sử dụng nó ở bên này, thì quý vị sử dụng mà để chụp mũ nhau, cái phe này chửi phe kia cũng cờ vàng, cái phe kia chống phe nọ cũng cờ vàng. Tôi không biết ai là cộng sản được á, bên nào cũng văn khe à, đó. Bên nào cũng văn khe. Rồi bất cứ một cái người Việt Nam qua vậy á, biểu tình tôi nhớ là có thời gian cái chương trình văn nghệ gì đó ở trên một cái hí viện ở thành phố cách đây không có xa, ở Bujina Park. Cái đám của bà đã giờ dược sĩ nha sĩ gì đó đảm bảo kiếm á, kéo nhau được bốn năm người lớn lớn tuổi đi biểu tình, mà đi biểu tình trời ơi, đức thời tôi đứng tôi nhìn thôi
tất cả những cái người vào đi coi thì chửi cha mắng mẹ họ, chửi rất là bẩn. À, thứ nhất rằng là tôi nghĩ từ những người biểu tình sao kỳ vậy, biểu tình làm sao cho những mình nói lên những cái chính kiến cho những cái người đang tham gia cái dự kiện đó, thuyết phục họ để họ stop, họ không có tham gia vào dự kiện đó nữa. Cái biểu tình mà đẩy người ta về phía bên kia thì đó là thua rồi. À, biểu tình mà làm cho người ta càng ngày càng khinh, càng chê mình thì nó thua chắc luôn. Rồi sau khi biểu tình cái lá cờ mà họ nói là cờ quốc gia, cờ vàng mã sọc đỏ, lúc đó họ đi thì họ hình như họ đem theo đồ ăn thức uống, họ dùng cái xe đẩy là giống cái xe đi chợ đó. À, lúc nào cũng trân trọng lá cờ, nhưng mà khi biểu tình xong bắt cái lá cờ vứt ngang vứt ngửa trong cái xe đẩy vậy đó, để có người dắt mấy cái hàng rào nghiêng ngửa vậy đó, tôi chụp hình hết, tôi đưa lên, à, tôi chụp hình hết, tôi nói mấy người này là lợi dụng lá cờ để đấu tranh thôi chứ cho trân quý gì đối với họ. Những cái người trân quý thì một cái lá cờ không thì họ phải biết nên treo cái chỗ nào, nên gắn cái chỗ nào phù hợp với nó, cái xứng đáng đó là cái lá cờ tổ quốc, biết không? À, nhưng mà ngược lại họ cho đó là lá cờ tổ quốc, nhưng mà ok họ dùng khi mà biểu tình xong là lá cờ quăng hai ba cái ở trong cái sọt trong cái xe đẩy, rồi dắt hai bên nghiêng ngả ở bên cái bờ tường, cái hàng rào của bên vệ đường đó. Cái đó nó xảy ra, tôi nói có đúng hay không là bôi nhọ quý vị. Thì bởi vậy cái vấn đề mà tôi nói rằng là từ đó tôi thấy là nó ghê gớm quá, những cái người sử dụng lá cờ đó càng ngày càng biến tướng. Bởi vậy tôi nói thôi tôi bây giờ tôi không đỏ không vàng gì cả, đừng có ai áp đặt tôi đó là lá cờ của tổ quốc tôi, không, cái tổ quốc của tôi là 94 triệu người dân đang sống ở trong Việt Nam, vậy thôi. Tổ quốc của tôi là cái mảnh đất hình cong như chữ S đó. Tuy rằng nó không có tốt, cái tốt thì tôi sẽ khen, mà ngược lại nếu mà có cái xấu thì tôi sẽ chê. Bởi vậy tôi đang giống như là phải nói rằng là tôi đang đứng giữa hai làn đạn. Rồi tôi về chụp mũ tôi là con ông cháu ông Lê Đức Anh về được yếp đại đó. Trời đất ơi. Vậy mà trong khi chụp vừa chụp mũ đó xong á thì nói tôi rằng là về bị công an ở sân bay là làm việc khó dễ. Nên tôi đã phải làm theo cái ý cộng sản. À, để được yên về thăm gia đình. Quý vị có thấy mâu thuẫn hay không? Có thấy mâu thuẫn không? Mà họ nói cái lời đó là có ông Hồng Nguyễn chứng nhận. Tôi thấy cái comment ông Hồng Nguyễn không lên tiếng, tôi không biết ông có nói hay không. Nhưng mà khi những cái người đó lên tiếng là trong cái nhóm bạn sinh hoạt với ông Hồng Nguyễn, thì đúng ra ông đó khi nếu mà không đúng thì ông phải nói ông là người lớn mà. Đúng ra không có đúng thì ông phải lên tiếng ồ cái đó không có. Thì tôi nghĩ vấn đề ông đọc cái câu đó và ông lơ có nghĩa rằng là chính ông bịa ra. Mà một người lớn tuổi mà bịa ra như vậy thì cần có tôn trọng hay không? Có tôn trọng hay không? Đó. Tôi ngồi tôi chơi vậy thôi. Đó ok, có tôi không biết là tôi đi Thái có còn đó không? Có rõ ràng là tôi không bao giờ đề cập đến cái chuyện đó mà. Tôi nói tôi về tôi khen vậy đó. Tôi chẳng phải đến đó lấy lòng ông nữa. Mà tôi chẳng qua tôi nghe Thái nói là ok hoàn cảnh chú này tội lắm. Biết không, con cái vợ con bỏ hết sống một mình vậy đó, đi làm thợ giày, bây giờ chú còn đau yếu. Sự thật đó tôi đến, tôi nghe cái hoàn cảnh nào tôi cũng ấy hết. Mình không có giàu có gì, nhưng mà đến đó. Nhưng mà tôi khi mà tôi đưa tiền tôi giúp á, trước khi tôi ra về tôi giúp chú Hồng Nguyễn á, thì tôi cũng đưa rất là khôn khéo, chứ đâu phải là tôi lấy cái ví ra, bốn anh em ngồi đó mà tôi chia ra với bàn, tôi đếm tiền cái tôi đưa chú đâu. Tôi cũng đợi anh em lơi hết rồi, ok tôi mới nhét tay chú như vậy. Cái đó là tôi trân trọng. Rồi bây giờ treo lên cái bảng là đừng có mua chuộc tao thế này thế nọ. À, trời đất, tôi mua chuộc cái gì? Ông nhìn lại ông có cái gì để ông mua chuộc? Tôi sợ ông chụp mù à? Ông Hồng, ông thì sống rầy chết mai rồi. Nhìn lại đi, ở ăn ở sao cho người ta thương. Bởi vậy khi tôi có kể cái hoàn cảnh, sự thật lúc đó tôi vẫn còn thương cảm. Khi trước khi tôi về Việt Nam, tôi kể một cái cô em bạn, cái cô đó mà chống cộng đó. Thì cô đó, chính cô đó nói no, anh đừng có dựa tin người. Cái xã hội Việt Nam này nó ấy lắm, anh đừng có tin người. Anh cứ, tại vì sao anh đặt dấu hỏi, tại vì sao ok, vợ con của ông nó bỏ ông, không đói hoài ông. Nếu mà ông là một cái người cha tốt thì mà bắt gì vợ con bỏ. Rồi một cái người cha, người chồng tốt thì ok, đâu có phải là gặp ai cũng kệ xấu vợ con mình đâu. Tôi không có muốn bôi ông Hồng. Nhưng mà ông không có xứng đáng, tôi phải nói ra, đã nói thì nói ra cho hết.
Tôi không có nói là những cái đồng tiền vừa rồi tôi biếu ông á. Tôi biếu ông không phải là cái là tiền lớn gì. Tôi không có tiếc ba cái đó. Đâu. Mà sự thực ok, ông tôi thấy ông á, những cái người ok giúp cho ông á thì ông phản lại. Tôi đâu có cần đưa biếu cho ông những cái đồng tiền đó để ông ok nghĩ tôi là không cộng sản hoặc là bào chữa cho tôi đâu. Tôi nói thật, ngày hôm nay tôi lên tiếng, tôi không bao giờ tôi kéo ai cả. Tôi có những cái người anh em rất là chân tình, rất là thân tình. Chuyện gì cũng nói với nhau, rất là tin tưởng nhau. Tôi không bao giờ tôi lôi kéo một tiếng. Ok, mày qua bên đây mày 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 chửi tụi đó cho anh đi. Thú thật, tôi thề á. Ok, nếu mà tôi có như vậy tôi đi xe ra đường bị tai nạn chết ngay. Tôi làm cái gì một mình thôi à? Tôi không có muốn ai vì tôi mà mang họa vào thân hoặc là bị chửi. Ít lắm là bị chửi. Đó quý vị đó, ở trong này, trong diễn đàn này á, chắc chắn rằng nếu mà tôi nói láo thì ok, những cái người anh em của tôi họ sẽ khinh bỉ tôi ngay. Họ có thể họ không nói ra, mà trong lòng họ sẽ khinh bỉ cho tôi ngay. Tại vì cái ông này nói vậy mà sao ông rủ mình đây, ông kéo mình đi bên ông đây mà bây giờ ông nói vậy. Chắc chắn rằng là các em đó, các bạn đó, họ có thể còn nể nang tôi, họ không nói ra, nhưng mà trong lòng họ sẽ khinh tôi ngay. Bởi vậy tôi không có hờ vua mẹ như quý vị đâu. Bỏ cái tật hờ vua đi, làm một cái người chính đáng đi. Ngay quý vị chưa làm cách mạng bản thân của quý vị mà quý vị làm đòi làm cách mạng cho 94 triệu người dân. Tôi nghĩ cái điều trước tiên quý vị muốn làm á thì hãy làm một cuộc cách mạng cho bản thân của quý vị. Bản thân mình thì ok, tào lao xịt bột, chửi cha mắng mẹ, tục tằn. Thì cứ đùa những cái đó cho người khác, cho những cái người mà mình không có ưa. Còn xấu như cái gì á, thì đi đòi làm cách mạng cho 494 triệu người dân. Tôi thấy quý vị càng ngày càng rất là thối. Tôi nói thật. Và hiện tại tôi đang livestream ngay Lido Sài Gòn. Sau khi tôi off là tôi sẽ ngồi một mình ở trong cái quán cầm dưới cái vòm cây cái vàng hoa giấy đó mà tôi hay ưa ngồi đó. Quý vị muốn tới làm gì đó làm. Có thằng nào dám tới muốn ok bị chúng cộng tới đó làm cái gì tôi đi. FBI nó còng đầu chứ đừng có nói chuyện. Tinh tướng. Ok, thì buổi sáng lại thư giãn chút với tâm sự biết quý anh chị vậy thôi. Thì tôi sẽ có tiếp tục làm, tôi sẽ tiếp tục làm để cho quý anh chị. Quý anh chị có thể chụp lại những cái điều mà những cái đám chúng cộng côn đồ đó. Quý anh chị đưa lên. Bây giờ tôi không có tôi đã tuyên bố rồi, tôi không có. Tụi đó còn căn cứ vào là ô cái nhà David Lee này á, bây giờ tụi cờ đỏ, bỏ đỏ nó nhiều lắm thế này thế nọ. Thì sao? Tôi đã từng tuyên bố rồi, tôi không có vàng, không có đỏ. Đối với tôi, bất cứ người Việt Nam nào cũng là anh em cả. Tôi quan trọng cái người đó có tự là người tử tế hay không mà thôi. Chơi với cờ vàng, nhưng mà ok, những cái thứ tục tằn như vậy thì ok, biến cho khỏe. Còn những cái người đó chửi, quý vị có nhìn lại quý vị có chửi hay không? Những cái người đó cũng còn là những cái em rất là trẻ so với tôi. So với quý vị, hoặc là ngang hàng với quý vị. Thì quý vị chưa ném người ta cục đá thì người ta phải ném lại cục gạch chứ. Thế người ta thua quý vị à? Quý vị đâu có hiền hòa gì đâu. Quý vị mà ok làm ông Phật cái là ông buộc á, mà ok những cái em đó họ chửi quý vị á, thì ok lên án tôi sẽ chửi giùm cho quý vị ngay. Tôi bảo đảm nếu mà quý vị hiền từ mà các em đó chửi, tôi sẽ chửi giùm cho quý vị. Quý vị cứ lên án người ta, ok, cứ tụi bò đỏ thế này thế nọ, vô văn hóa, vô giáo dục. Nhưng mà quý vị nhìn lại, quý vị đã có văn hóa và có giáo dục hay chưa? Mình sống công bằng cho chính mình đi, ok? Hãy sống công bằng, làm cái gì thì nghĩ lại. Những cái điều tôi nói, tôi không phải tôi lấy lòng mà các em mà đang mà quý vị cho rằng là cờ đỏ đâu.
tôi cũng phải là tranh thủ những cái tiếng vỗ tay vào like của các em đó đâu. Cái tính tôi cũng kéo bè kéo phái. Phải tôi nói là bên nào thích thì thích, bên nào thích không thích thì thôi, tha hồ chửi tôi. Chửi tôi mà chửi nặng lời thì tôi chửi không lại thì tôi block. Vậy thôi. Tôi không biết chửi chứ. Ok, xin cảm ơn quý vị ha, quý anh chị. Chúc mọi người có một đêm, các anh chị bên Việt Nam, trời đất 3 giờ sáng, 2 giờ sáng bên Việt Nam rồi. Một đêm ngủ an bình ha. Sáng ngày đi làm vui vẻ, nhớ chạy xe cẩn thận. Tại vì tôi thấy bên Việt Nam càng ngày tai nạn xe hơi ghê quá, xe máy ghê quá. Nhớ lúc nào ra đường cũng nên cẩn thận. Nhiều lúc mình chạy đàng hoàng nhưng mà người ta lại gặp tài xế mà nó say xỉn hoặc là nó hút sắt á, thì nó nhiều lúc nó xảy ra những cái chuyện mà nó rất là thương tâm. Ok, xin cảm ơn, tôi xin off ha.